sao it's so. Nếu mà chị Kimber có thể cho hai cái người này đấu với nhau thì ai thắng ha? Hello, chị Kimber với chào tất cả các em ơi, hôm nay chị Kimber lại tiếp tục kể chuyện SCP cho các em nghe. Nhưng mà trước khi kể chuyện thì các em đừng quên tham gia mini game bằng cách vào trong phần mô tả và bấm vào tất cả những đường link ở trong đó nha. Chúng ta chỉ cần có 14.000 lượt bấm nữa thôi là chị Kimber có thể thông báo kết quả cho các em rồi. Thì Kimber nghĩ là 2.000 nữa là chúng ta có thể có đủ đó. Và các em ơi, chị Kimber rất là mong cái mini game này kết thúc sớm, là tại vì chị Kimber muốn tổ chức một mini game nữa, mà mini game này chị Kimber sẽ tặng những sản phẩm ở trong Kimber Shop cho các em, mà những sản phẩm này thì tùy các em lựa chọn luôn, cho nên các em hãy vào trong phần mô tả và bấm vào những đường link để chúng ta có kết quả sớm và có mini game mới thật là sớm nha. Ok, hôm nay chị Kimber lại kể cho các em nghe chuyện SCP. Hôm nay chị Kimber sẽ kể cho các em nghe về hai nhân vật SCP này. Một nhân vật thì rất là dễ thương, đáng yêu và không có độc ác. Còn một nhân vật khác thì rất là nguy hiểm luôn. Phải nói là một trong những SCP nguy hiểm nhất từ trước tới nay luôn á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bước vào với SCP đầu tiên. Chị Kimber sẽ nhắc với các em, những em nào mà chưa biết về tổ chức SCP thì đây là một tổ chức đa quốc gia chuyên nghiên cứu về những sự kiện, những sự vật, sinh vật, nói chung tất cả những cái gì mà rất là huyền bí và khoa học không thể giải thích được. SCP đầu tiên mà chị Kimber sẽ kể cho các em nghe đó chính là SCP-999. SCP-999 là một SCP không có nguy hiểm, cho nên tổ chức SCP cho SCP-999 đi lại trong tòa nhà SCP một cách tự do. Chỉ là buổi tối là không có được rời khỏi, với lại không có được rời khỏi luôn cái tòa nhà SCP. Nhưng mà ở trong cái tòa nhà thì muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được cả, không có ngăn cấm gì hết. Căn phòng của SCP-999 thì phải được dọn dẹp hàng tuần cho nó gọn gàng, và đồ ăn thì phải được đem cho SCP này 2 lần mỗi ngày. Những nhân viên của SCP thì được tự do vào trong phòng của SCP-999 mà không có cần lệnh của cấp trên. SCP-999 được tự do vui chơi với những nhân viên ở trong tòa nhà SCP khi mà cảm thấy buồn chán. Các em ơi, hồi nãy giờ chị Kimber nói về một số đặc điểm của SCP-999 thì các em chắc là các em đang nghĩ là SCP-999 là cái gì phải không nè? SCP-999 là một khối chất nhờn màu cam, hay là tiếng Anh còn gọi là slime nữa các em, giống như là slime chúng ta chơi á. Thì slime có nghĩa là chất nhờn ma quái, thì cái SCP-999 này là một khối chất nhờn ma quái. Các em ơi, cái cục slime mà chúng ta chơi bình thường á, thì những cái cục slime đó thì khoảng mấy ký ha, một ký là cao lắm rồi. Có những cái slime khổng lồ thì chúng ta không tính, nhưng mà SCP-999 thì cũng tương đối nặng đó các em, tới 54 kg lận ơi. Và cái hợp chất mà tạo ra SCP-999 thì cũng giống như những SCP khác, là một cái hợp chất mà rất là lạ so với những hợp chất ở trên trái đất này, cho nên những nhà khoa học chưa có biết được là SCP-999 được tạo ra bởi cái gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào SCP-999 đó các em, thì chúng ta có thể nhìn xuyên thấu SCP này luôn. Và khi mà chúng ta nhìn vào ở bên trong của SCP này thì chúng ta không có thấy tim gan phèo phổi gì cả, chỉ là một khối chất nhờn ma quái thôi. Mời và SCP-999 tỏa ra rất là nhiều mùi hương, có khi tỏa ra mùi sô-cô-la nè, có khi tỏa ra mùi hoa hồng, mùi đất nặng, Play-Doh, có khi còn tỏa ra mùi bơ đậu phộng nữa. Bất kỳ người nào mà tiếp xúc với SCP-999 thì cũng cảm thấy rất là vui và yêu đời. Chỉ cần tiếp xúc một lần thôi là cuộc đời trở nên rất là vui tươi luôn. Với SCP-999 có một tính cách rất là vui vẻ, giống như là một chú chó vậy đó. Khi mà tiếp cận với người khác thì SCP này sẽ nhảy lên và sẽ phát ra tiếng nói rất là thanh, giống như là tiếng nói của em bé vậy đó. Các em ơi, các em có biết hoạt động yêu thích của SCP-999 là gì không nè? SCP-999 rất là thích chơi trò đấu vật chọt lét. SCP-999 sẽ
tấn công người đối diện mình bằng cách dùng thân hình slam của mình và bao trùm người đối diện lại, xong rồi sẽ chọt lét người đó cho đến khi nào người đó kêu ngừng lại thôi. Nhưng mà có đôi khi SCP-999 cũng rất là nghịch ngợm, người ta kêu ngừng lại nhưng vẫn không ngừng. SCP-999 có thể tiếp xúc với bất kỳ ai, nhưng mà SCP-999 lại có sự quan tâm đặc biệt tới những người mà đang buồn khổ hay là đang đau đớn, nói chung là những người không có được vui. Các em ơi, các em có biết bệnh trầm cảm là gì không? Bệnh trầm cảm thì rất là nguy hiểm luôn, và nó là một trong những cái căn bệnh mà cũng khá phổ biến hiện nay. Bệnh trầm cảm đó các em, những người này thì người ta có một cuộc sống rất là buồn. Có những người mà có rất là nhiều thứ nhưng mà người ta vẫn thấy buồn. Các em ơi, các em có biết lý do của bệnh trầm cảm là gì không nè? Bệnh trầm cảm thì có khá nhiều, nói chung là rất là nhiều lý do. Có thể là do cuộc sống của mình có một điều gì đó mà làm mình không vui, cũng có thể là do cơ thể của mình nữa, người ta gọi là chemical imbalance, có nghĩa là những cái chất ở trong cơ thể của mình không có được đủ, cho nên ảnh hưởng tới cái bộ não của mình, làm cho mình suy nghĩ khác, không có được vui. Nói chung là những người này người ta cảm thấy rất là buồn. Chị Kimber, cái bệnh này nó rất là nguy hiểm luôn các em. Những cái người này người ta thường nghĩ tới tự vẫn đó các em. Chị Kimber nhớ là chị Kimber có một người giáo sư đại học, và người giáo sư này là bác sĩ nha. Cha của cái người giáo của cái người giáo sư này thì rất là thành công, một một người rất rất là thành công, có tất cả mọi thứ luôn. Nhà giàu nè, có vợ đẹp con ngoan, có tiền, nói chung là có tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà ông ta bị trầm cảm đó các em, không ai biết luôn. Nhìn bề ngoài thì ông ta rất là vui, rất là bình thường, nhưng một ngày nào đó tự nhiên ông ta treo cổ, không phải treo cổ mà là, chị Kim Bơi không nhớ là tự tử bằng cách nào, hình như uống thuốc đó các em thấy không, cái bệnh này nó rất là nguy hiểm. Có khi mình không có biết được, mình nhìn thấy người ta rất là vui nhưng mà thật sự ở bên trong người ta rất là buồn. Ôi giời ơi, chị Kim Bơi đã lạc đề rồi. Chị Kim Bơi chỉ muốn nói cho các em nghe một tí về cái bệnh này cho các em biết thôi. SCP-999 rất là yêu thương những người xung quanh, rất là yêu thương động vật, cho nên SCP này không có ăn thịt. Nhiều khi mà những cái lúc đầu đó các em, thì tổ chức SCP, những nhân viên người ta đem thịt vào, đem đồ ăn vào á, thì SCP này không ăn, chỉ ăn rau cải đồ thôi. Và SCP này rất là tốt bụng luôn, SCP này sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ những cái sinh vật khác. Có một lần thì tổ chức SCP làm một thí nghiệm là cho một người đứng đó rồi xong chĩa súng bắn vào cái người đó đó các em, thì SCP này lập tức nhảy tới để đỡ đạn cho cái người này. Tuy SCP-999 không có ăn thịt nhưng mà SCP-999 cũng không thích ăn rau cải cho lắm. SCP này rất là thích ăn bánh kẹo và đồ ngọt, đặc biệt là kẹo M&M. Các em nghĩ sao về SCP-999 này? Rất là dễ thương luôn. Đây là cục slime dễ thương nhất từ trước đến nay mà chị Kimber từng biết luôn á. Chị Kimber rất là muốn làm slime SCP-999. Các em có muốn chị Kimber làm slime SCP-999 không? Các em hãy để bình luận ở dưới cho chị Kimber biết nha. Và người ta đã cho SCP-999 vào chơi với SCP-682. Sau khi mà cho SCP vào trong đó chơi với 682 thì SCP-682 cảm thấy rất là vui, và SCP-682 đã nói là happy happy happy, có nghĩa là rất là vui. Sau đó thì hai SCP này đã nhắm mắt và đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mà hai SCP này ngủ thì những nhân viên của SCP vào để đưa SCP-999 ra. Thì vừa đưa SCP-999 ra đó các em, thì SCP-682 thức dậy ngay lập tức, và sau đó thì đã giết đi khá nhiều những nhân viên trong tổ chức SCP, và SCP-999 phải cố gắng hết sức luôn mới có thể cứu được vài người đó các em. Thì ok, bây giờ chị Kimber sẽ kể cho các em nghe về SCP-682
Đây là một trong những SCP nguy hiểm nhất, phải nói là nguy hiểm nhất từ trước đến nay mà chị Kimber từng kể cho các em luôn á nha. SCP-682 là một sinh vật to lớn, rất là kỳ lạ, giống như là một cái loài bò sát đó các em, giống như là thằn lằn hay là cái gì ta, cá sấu đó các em, bò sát, cá sấu đó. Người ta không biết nguồn gốc của nó từ đâu tới, nhưng mà nó có vẻ rất là thông minh. SCP-682 dường như có một sự hận thù với tất cả mọi thứ trên thế giới này. SCP-682 có một sức mạnh phản xạ và tốc độ rất là cao. Với thân thể của SCP-682 thì phát triển rất là nhanh, nó có thể ăn bất cứ thứ gì để nạp năng lượng. Ví dụ như cái tủ này, cái ghế này, chị Kemper, các em, cái bơm luôn, bơm nguyên tử luôn. Nói chung là tất cả những thứ gì nó cũng có thể ăn và nạp năng lượng cả, cho nên nó rất là nguy hiểm. SCP-682 có khả năng tái tạo và phục hồi cơ thể một cách rất là kinh ngạc. Không biết các em có biết về tái tạo cơ thể hay không? Các em biết con thằn lằn hay không? Chị Kimber nghĩ các em biết, ở Việt Nam có rất là nhiều. Chị Kimber rất là sợ con này. Một lần mà chị Kimber về Việt Nam chơi, mà chị Kimber đang nằm, mà chị Kimber thấy con thằn lằn là chị Kimber rất là sợ. Nó mà rớt xuống chị Kimber là chị Kimber không biết phải làm sao luôn. Nói tóm lại thì con thằn lằn đó các em, thì lúc mà nó bị cắt cái đuôi của nó bị đứt á, thì nó có thể mọc cái đuôi ra. Thì cái con này cũng vậy, nhưng mà cái con này thì sự tái tạo của nó không chỉ là cái đuôi, mà dù cho nó chỉ còn có một giọt máu thôi, hay là một miếng da, hay là một cái gì, thì nó cũng có thể tái tạo lại nguyên thân hình của nó luôn. Thật là ghê phải không các em? Nói như vậy thì cái con này nó là bất tử rồi các em. Ồ, các em có nhớ cái SCP hôm trước thì Kimber kể là SCP, Kimber nhiều quên số rồi, nhưng mà cái anh này là chết đi sống lại nhiều lần đó các em. Nếu mà chị Kimber có thể cho hai cái người này đấu với nhau thì ai thắng ha? Các em nghĩ ai thắng? Các em để dưới comment cho chị Kimber biết nha. SCP-682 phải được tiêu diệt càng sớm càng tốt, nhưng mà tới thời điểm hiện nay thì không có một cách nào để có thể tiêu diệt được nó cả. Các em ơi, hiện tại thì SCP-682 đang được giam giữ ở dưới đáy một cái hồ. Cái hồ này là một cái hồ axit đó nha các em. Ở trong này toàn axit thôi, người ta không có giết được nó, cho nên người ta phải kiềm chế sức mạnh của nó dưới này. Thì nó đang nằm ở dưới đáy hồ, nó cũng nói chung là giảm được sức mạnh của nó rồi, nhưng mà nếu mà nó mà thoát ra một cái là xong luôn các em. Không có bất cứ nhân viên nào được tiếp xúc với SCP-682. Tại vì sao các em? Tại vì SCP-682 này rất là thông minh, nó có thể biết nói luôn các em, nó có thể học tiếng người. Và nếu mà có ai đi tới đó, mà nếu mà nó nói chuyện là nó có thể thuyết phục được người đó, cho nên không có bất cứ ai được tiếp xúc với nó cả. Mời tổ chức SCP đã cố gắng dùng rất là nhiều cách để tiêu diệt SCP-682 này, nhưng mà cách nào cũng không có được cả các em. Người ta dùng cả phương pháp là lấy độc trị độc, có nghĩa là dùng những SCP khác để giết nó. Thì bây giờ chị Kim bên nêu ra một vài ví dụ nha. Thì tổ chức SCP đã dùng SCP 173, không biết em còn nhớ SCP-173 hay không, mà cái con, cái bức tượng đó các em, khi mà chúng ta nhìn nó, chúng ta phải nhìn chằm chằm vào nó, nếu mà chúng ta nháy mắt một cái là nó sẽ tới, nó bẻ cổ chúng ta một cách rất là nhanh, giống như tia chớp luôn, không ai thấy gì cả. Các em ơi, khi mà tổ chức SCP đưa hai SCP này này vào chung một cái phòng, thì không biết tại sao, rất là ngộ, cái con SCP-682 này dường như nó biết trước được tới các em. Thì nó vào trong cái phòng đó, nó cứ nhìn cái con SCP-173, nó nhìn chằm chằm vô, nó không có nháy mắt. Đến mấy tiếng luôn, đến mấy tiếng nó vẫn còn nhìn. Thì tổ chức SCP đã dùng súng để bắn vào hai con mắt của nó. Thì hai con mắt của nó đã bị thương và nó không còn nhìn SCP-173 được nữa. Nhưng mà không, trong vòng vài phút sau thì nó lại mọc ra trở lại, và kỳ này thì
Nó ngay con mắt đó, các em nó mọc ra những cái mảng rất là lớn và rất là ngộ để che con mắt nó lại, để cho tổ chức SCP không có bắn vào trong con mắt của nó được. Tiếp theo thì tổ chức SCP đã dùng một cái SCP khác để dính lại SCP-743 để làm một cái chocolate fountain. Cái này giống như là một cái máy rồi sô-cô-la nó đổ xuống, rồi chúng ta lấy những cái bánh chúng ta chấm vào sô-cô-la ăn đó các em. Thì SCP-743 này có một cái sức mạnh, đó chính là nó có thể tạo ra những cái con côn trùng, những cái con ong để tấn công người khác. Và khi mà người ta dùng SCP-743 thì cái con SCP 682 này nó rất là thích luôn. Nó ăn hết những con côn trùng đó luôn các em, nó ăn sạch luôn, nói chung là ra bao nhiêu nó ăn hết bấy nhiêu. Tiếp theo thì tổ chức SCP đã dùng SCP 823. Đây là một quyển sách, người ta gọi đó là một quyển sách định mệnh, có nghĩa là cái cuốn sách này các em muốn chuyện gì xảy ra thì các em cứ viết vào trong đó. Ví dụ như chị Kimber viết là ngày 3 tháng tháng 1 năm 2018, cô gái tên Kimber sẽ trúng số độc đắc. Thì ngày hôm đó chị Kimber sẽ trúng số. Đây là quyển sách định mệnh đó các em, hay là các em không thích ai các em có thể viết vào trong đó. Trong đó ví dụ như là các em viết bạn bạn ABC hôm nay bạn ấy sẽ trượt vỏ chuối và té vào trong một cái bụi cây. Thì ngày hôm đó bạn ABC sẽ bị té vào bụi cây ngay. Thì đây là một quyển sách định mệnh. Trời ơi, chị Kimber muốn có cuốn sách này quá. Ai, nhưng mà chắc là không có đâu. Thì tổ chức SCP đã dùng cái cuốn sách này và viết ra là cái con SCP-682 này nó sẽ chết như thế này thế kia. Thì chuyện đó không có xảy ra các em. Cái cuốn sách này nó luôn hoạt động, không có lần nào mà nó bị thất bại cả, chỉ có lần này là nó không có hoạt động thôi. Cái con này nguy hiểm quá các em. Hồi nãy thì nó có thể biết trước tương lai, là nó có thể biết được con SCP-173, bây giờ nó có thể thay đổi tương lai. Tiếp đến thì tổ chức SCP đã dùng SCP-507, đây chính là một người đàn ông. Người đàn ông này có thể đi tới những cái thế giới khác nhau, những cái vũ trụ, những hành tinh khác nhau luôn. Chúng ta đang sống trong cái thế giới này, nhưng mà có những thế giới khác đang tồn tại song song với chúng ta mà chúng ta không biết. Cũng có thể có một vị camper khác đang ở trong một cái thế giới đó, cũng có thể là có một người giống y hệt các em luôn đang ở trong một cái thế giới khác. Thì người ta đã dùng cái người đàn ông này, người ta gắn người đàn ông này vào trong cái con SCP-682 để cho người đàn ông này có thể di chuyển cái con SCP-682 này qua một cái thế giới khác. Nhưng mà sau một vài phút thì cái con này nó lại trở về. Chẳng lẽ con này nó có thể khống chế được thời gian không gian nữa hả ta? Vậy là cái con này nó quá mạnh rồi, nó có thể khống chế được thời gian không gian nè. Định mệnh của nó có thể biết trước được tương lai nữa. Tiếp theo thì tổ chức SCP đã dùng 20 tỷ trái bom hydrogen. Trước tiên thì người ta đã chuyển cái con SCP-682 này ra khỏi không gian, ra khỏi trái đất, có nghĩa là đi lên trạm không gian á các em. Khi mà lên trên đó thì người ta đã cho nổ 20 tỷ trái bom hydrogen. Nhưng mà khi mà nổ ra xong thì tưởng cái con này nó đã xong rồi các em. Nói chung là nổ ra đến nỗi mà thành những mảnh li ti mà chúng ta không thể nào mà nhìn thấy bằng mắt thường được, giống như là những hạt bụi đó các em. Nhưng mà những hạt bụi này nó có thể tái tạo lại được cái con SCP-682. Tiếp theo thì tổ chức SCP đã hỏi SCP tối thượng, đấy chính là thượng đế của tất cả những SCP, là có cách nào mà có thể tiêu diệt được SCP-682 hay không. Thì SCP tối cao này đã nói là không có cách nào cả. SCP này không có biết, tại vì SCP này không phải là nhân vật tạo ra SCP-682. Hai người này không phải hai người, mà là hai nhân vật này đến từ hai vũ trụ khác nhau, cho nên SCP tối thượng là người tạo ra rất nhiều những SCP khác, không có cách nào để tiêu diệt được nó cả. Và cuối cùng thì tổ chức SCP chỉ còn nhờ tới một SCP cuối cùng, đây là SCP-738. SCP này là một bộ đồ dùng, vật dụng ở trong nhà, trong đó có một cái ghế.
Và cái ghế này khi mà mình ngồi vào thì mình có thể thương lượng với nó bất cứ điều gì, giống như là mình đang trao đổi với các em. Ví dụ như mình đưa cho nó, mình nói cho nó một điều kiện này, nó sẽ ra giá với mình. Anh đưa ra cái điều mà chúng ta muốn thì SCP này sẽ nói cho chúng ta cái giá mà chúng ta phải trả. Ví dụ như là chúng ta nói tôi sắp thi học kỳ rồi, tôi rất là muốn đậu cái kỳ thi này, tại vì tôi cái môn này nó khó quá, tôi không có biết là tôi có thể thi đậu hay không, cho nên hãy cho tôi thi đậu cái kỳ thi này, tôi sẽ trả cho ngươi một cái giá. Thì cái ghế này nó sẽ thương lượng với mình. Ví dụ như nó sẽ nói là ngươi có thể thi đậu cái kỳ này, nhưng mà cái giá phải trả của nhà ngươi là ngươi sẽ bị mất đi 3 năm tuổi thọ của mình. Thì ví dụ như chúng ta đáng lẽ chúng ta sống được 70 năm, mà bây giờ nó lấy hết 3 năm mà chúng ta còn có 67 năm thôi. Thì một nhân viên của tổ chức SCP đã ngồi vào cái ghế này và đã hỏi cái ghế này là chúng tôi đang cố gắng giết cái con SCP-682 này, cái giá của chúng tôi phải trả là gì? Và các em ơi, các em có biết là đáp án của SCP này là gì hay không? Cái ghế này nó chỉ cười thôi các em. Và sau khi nó cười xong thì nó nói là cái giá mà phải trả là các ngươi không có thể trả nổi. Nói tóm lại là không có thể trả nổi các em. Nó nói là nguyên cả tổ chức SCP không thể trả nổi cái giá này, cả nhân loại cũng không thể trả nổi cái giá này, và ngay cả thế giới này luôn không có thể trả nổi cái giá này. Chỉ có thể là vũ trụ này may ra có thể trả nổi hay thôi, nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể đánh đổi cả vũ trụ này để giết cái con này, phải không các em? Như vậy thì nhân loại và tất cả mọi thứ trên đời này sẽ chết hết rồi. Các em ơi, SCP này vô cùng nguy hiểm luôn, và phải nói là sống rất là dai luôn, phải không các em? Chị Kimber thấy nhìn nó không có đáng sợ, nhưng mà nó rất là sợ, nó quá thông minh các em. Nó quá thông minh, nó quá mạnh. Nói chung là nó có thể điều khiển được thời gian, không gian, vận mệnh nữa chứ. Trời ơi, rất là mạnh luôn á các em. Các em thử nghĩ xem, các em có thể có cái cuốn sách đó, cái cuốn sách đó mà nó còn không không có thể hoạt động cho cái con này nữa. Các em ơi, các em có cái cách nào mà giết được cái con SCP-682 này hay không? Cách này có thể cứu được nhân loại luôn á, tại vì lỡ khi mà nó thoát ra khỏi cái hồ axit đó thì như thế nào ha? Các em có nghĩ tới cách nào thì các em hãy ghi ở dưới bình luận cho chị Kemper biết nha. Chị Kemper đang nghĩ tới những nhân vật hoạt hình nè, những nhân vật không có thật đó các em. Ví dụ như là Tây Du Ký, Tề Thiên á các em. Kemper thấy Tề Thiên rất là mạnh luôn, không biết chị Kemper rất là muốn xem đại chiến giữa Tây Du Ký với lại SCP-682, không biết là ai thắng ha. Các em nghĩ là ai thắng, hay là có ai mạnh hơn Tôn Ngộ Không nữa hay không? Các em nhớ để bình luận dưới cho chị Kemper biết nha. Chị Kemper rất là muốn xem ý kiến của các em á. Để khi có em nào rất thông minh mà có thể đưa ra ý kiến, phải không nè? Ok các em, những câu chuyện SCP của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Hôm nay chị Kimber kể rất là nhiều SCP cho các em luôn á nha. Chỉ có hai SCP chính thôi, nhưng mà cũng có nhiều SCP nhỏ khác. Các em thích nhất SCP nào, các em sợ nhất là SCP nào, và các em có cách nào để tiêu diệt SCP-682 không? Các em hãy để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Và trước khi thoát khỏi cái video này và trước khi thoát khỏi cái video này thì các em nhớ là vào trong phần mô tả và bấm vào những đường link để tham gia mini game nha. Để chị Kimber có thể thông báo kết quả cho các em, và chúng ta sẽ có một mini game mới. Và nếu các em muốn chị Kimber kể tiếp về chuyện SCP thì các em hãy để ở dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Và đừng quên cho chị Kimber một like thật to để chị Kimber biết. Ok, chị Kimber tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều. Chúc các em cuối tuần vui vẻ. Yeah, cuối tuần rồi. Bye bye. Chị Kimber là nếu mà có các em có cái cuốn sách định mệnh đó thì các em sẽ viết gì ở trong đó nè?
Các em hãy để cho chị Kim Bơ biết nha. Bye bye.